phải đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, theo công an huyện Đắk Liêng, còn có 10 người khác trên xe bị thương nhẹ, xây xát, trầy xước. May mắn không có người tử vong. Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai đặt tại km 1872 quốc lộ 1, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, dừng thu phí từ cuối tháng 8/2020 do kiểm toán nhà nước phát hiện nhà đầu tư tính sai lưu lượng xe, sai mức đầu tư và thu phí lố thời gian gần 11 năm. Hơn 3 năm qua, trạm thu phí này bỏ hoang giống như lô cốt nằm chiên đình giữa cửa ngõ qua lại Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều vụ tai nạn giao thông do tài xế va vào các trụ bê tông ở trạm có trường hợp dẫn tới chết người. Tuy nhiên, do vướng mắc về pháp lý nên đến nay bộ giao thông vận tải vẫn chưa giải quyết xong. Có 3 trạm thu phí BOT nằm trên quốc lộ 51 qua địa bàn Đồng Nai, trạm T1, T2 và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trạm T3 đã dừng thu từ đầu năm 2023. Đến nay trạm vẫn nằm đó và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhưng do chưa hoàn thiện thủ tục nên chưa thể tháo dỡ. Trong khi đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi các trạm thu phí dừng thu phí quốc lộ 51 qua địa bàn có nhiều vị trí hư hỏng nặng, tình trạng thanh lún vệt bánh xe, vạch sơn mòn mờ, mất tác dụng, không bảo đảm an toàn, không thuận lợi cho người và xe qua lại. Những ngày này, đỉnh cắt rễ dưa ống Tết ở xã Lý Văn Lâm, nơi được xem là vùng trồng dưa lớn nhất nhì ở Cà Mau, sẽ thấy không khí rất nhộn nhịp, nông dân hối hả thu hoạch để kịp đưa đi các nơi tiêu thụ. Tết năm nay, toàn xã Lý Văn Lâm có 152 hộ trồng dưa hấu với diện tích hơn 94 hecta. Các giống dưa được ưu tiên chọn trồng ở Lý Văn Lâm là dưa hấu mặt trời đỏ, dưa An Tím. Năng suất bình quân của dưa hấu ở Lý Văn Lâm đạt hơn 25 tấn trên 1 hecta. Năm nay, giá dưa chừng Tết dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký. Mỗi cặp dưa bán được từ 150 đến 300.000 đồng. Để có được vụ dưa tươi tốt, thu hoạch đúng dịp Tết, người trồng dưa phải xuống giống từ khoảng tháng 10 âm lịch. Gần 20 ngày đầu, dưa hấu cần tưới nước từ 3 đến 4 lần một ngày. Những ngày dưa gần chín, nhiều hộ nhà xa ruộng phải ra ruộng chăn vùng để ngủ canh dưa. Trước khi thu hoạch dưa khoảng 7 ngày, người trồng thường cắt nước để cho dưa chín có màu đỏ và ngọt thanh. Những ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng chị em tranh thủ làm đẹp. Đây cũng là thời điểm các cửa hàng làm tóc, làm móng, spa tại Hà Nội nhộn nhịp nhất trong năm. Nhiều chị em có mặt tại spa từ sáng sớm, cũng có chị em làm tóc đến tận đêm muộn để sở hữu mái tóc mới rực rỡ hơn đón Tết. Nhiều cửa hàng cho hay các chị em thường lựa chọn dịch vụ có giá hợp lý từ 1 đến 2 triệu đồng thay vì 2 đến 3 triệu đồng như các năm trước. Trong dịp Tết thì nhu cầu làm đẹp của các chị em thường tăng cao và dịch vụ mà các chị em thường lựa chọn cho mình đó là chăm sóc da, trẻ hóa da. Chính vì vậy mà một tuần gần đây, khách hàng của chúng tôi đã đến lựa chọn phương pháp để trẻ hóa da cho mình để có một khuôn mặt dạng người đón Tết. Không khí làm đẹp đón Tết của các chị em cũng tấp nập tại nhiều cửa hàng làm đẹp. Các chuyên gia thẩm mỹ cũng khuyến cáo dù làm tóc, chăm sóc da, chị em cần chú ý lựa chọn cơ sở uy tín, sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc da đảm bảo chất lượng để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thank you.
âm lịch dương dựa vào chu kỳ chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời là khoảng 365 ngày, thì lịch âm sẽ dựa theo chu kỳ mặt trăng. Theo đó, chu kỳ mặt trăng từ tròn đến huyết có chu kỳ bình quân là 29,53 ngày, nhưng số ngày của mỗi tháng bắt buộc phải là số nguyên dương. Chính vì vậy mà lịch âm có xuất hiện hiện tượng tháng đổi tháng thiếu. Việc 8 năm liên tục không có ngày 30 Tết chỉ đơn giản là một sự trùng hợp, chứ không phải là hiện tượng huyền bí gì cả. Chẳng hạn như trước đây, từ năm Bính Thân 2006 đến Canh Tý 2020, liên tục 5 năm có tháng chạm đủ. Và năm Tân Sửu 2021 chính là năm gần nhất không có ngày 30 Tết. Và đó là nguyên do vì sao mà gần 10 năm nữa thì mới có lại ngày 30 Tết. Chuyển sang phần tin thế giới, năm 2023 Triều Tiên thu về 2 triệu đô la Mỹ từ việc bán đồ phi giả. Các sản phẩm này được dán nhãn với China nhằm lắp các lệnh trừng phạt của quốc tế. Theo hãng tin Reuters, việc xử lý và đóng gói lông mi giả của Triều Tiên được tiến hành công khai ở nước láng giềng Trung Quốc, cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng. Triều Tiên từ lâu đã là nước xuất khẩu lớn các sản phẩm dành cho tóc và có liên quan đến tóc như tóc giả, lông mi giả. Các sản phẩm này chiếm gần 60% tổng lượng xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc trong năm 2023. Tổng cộng, Triều Tiên đã xuất khẩu 1.680 tấn lông mi, trâu và tóc giả sang Trung Quốc trong năm 2023, trị giá khoảng 167 triệu đô la Mỹ. Giới chức Chile cho biết ít nhất 46 người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng chưa từng có, thiêu rụi hàng chục ngàn hecta tại quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 3 tháng 2 ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam đất nước vì thảm họa cháy rừng. 40 người thiệt mạng trong các vụ cháy và 6 người qua đời vì bị bỏng. Những con số này dự kiến còn tăng lên, ông Boric nói. Chính phủ sẽ giúp người dân vực dậy. Theo Bộ trưởng Nội vụ Carolina Chuha, 92 vụ cháy rừng bùng phát tại nước này đến tới 3 tháng 2, thiêu rụi khoảng 43.000 hecta. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 40 đám cháy và đang cố gắng dập tắt 29 vụ cháy khác. Việc Sultan Ibrahim Iskandar tuyên thệ nhậm chức trở thành quốc vương của Malaysia tạo ra sự chú ý không nhỏ trong giới chơi xe. Ông vốn nổi tiếng với niềm đam mê tốc độ cùng bộ sưu tập xe đầy ấn tượng. Quốc vương Malaysia Ibrahim Iskandar, 65 tuổi, tiểu vương của Johor, đã chính thức lên ngôi hôm 30 tháng 1. Trong một buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Malaysia, các thành viên nội các và thành viên của chính gia đình hoàng gia Malaysia. Trước khi trở thành quốc vương Malaysia, ông Ibrahim Iskandar đã là một doanh nhân tỷ phú nổi tiếng với cách hành xử khá thẳng thắn. Ông luôn tự hào về năng lực kinh doanh của mình, từng nói với tờ Star của Malaysia. Nhìn vào lịch sử hoàng gia Johor, chúng tôi bắt đầu làm ăn từ thời ông quốc nội. Tôi không có ý định che giấu công việc của mình như một số người vẫn làm. Tôi luôn minh bạch và cởi mở. Đặc biệt, ông không ngần ngại thể hiện niềm đam mê tốc độ đến mức Bloomberg từng mô tả. Ông là nhà vua của những bánh xe, thích lái Ferrari và hay lướt Instagram. Để bảo vệ bộ sưu tập xe lên tới khoảng 300 chiếc, gara được lắp hệ thống điều hòa và lọc không khí suốt ngày đêm để chống bụi. Ông cũng có thợ cơ khí riêng để chăm sóc những chiếc xe này. Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 5 tháng 2, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ, sáng sớm có sương, trưa chiều trời nắng. Khu vực Đông Bằng và ven biển thì mưa phùn. Dự báo đợt mưa phùn sương mù này còn kéo dài đến Tết Nguyên Đán khi không khí lạnh tràn về. Trong khi đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ đều không mưa, ngày nắng, nhiệt độ vượt ngưỡng 33 độ C. Khu vực Hà Nội ngày mai trời có nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ thấp nhất từ 18 Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C và cao nhất từ 20.
chị Phạm. À,